Việt Audio Hà Nội xin kính chào toàn thể quý vị đang xem clip test. Chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui, nhiều năng lượng và ngập tràn may mắn. Hôm nay thì em gửi đến mọi người một bộ dàn chung của hãng Panasonic với mã hiệu là EH600. Vâng, lâu lắm rồi em mới nhập một vài bộ dàn về bán. Và trong đó em ấn tượng nhất cái bộ này là từ cái thời kỳ đỉnh cao những cái năm 2015, 2016, thời đấy em bán dàn rất là nhiều. Và vẫn nhớ như in cái chất âm của cái bộ này, đó là một cái giải trầm hết sức là linh hoạt, trầm đánh rất là tốt, trung âm ngọt dễ nghe và giải cao thì cũng khá là mịn màng. Cặp loa này sở hữu hai tiếng một subwoofer 15 16 cm gì đó, bởi vì là nó rất là khó tháo cho nên em không nhìn rõ, thế nhưng mà soi đèn thì nó tầm 15 16, và bên trên này thì là một cặp toàn dài 9 cm. Và với cái những cái không gian tầm khoảng 15 đến 25 mét vuông thì nó đánh trong phòng thì ngập tràn tiếng bass luôn. Và tất nhiên các cái bộ dàn thì bao giờ cũng thế, nó sẽ có cái thớt equalizer, nó cho chúng ta rất nhiều các cái chế độ chỉnh âm cũng như là điều khiển từng giải tần một. Với cái công năng của cái bộ dàn này thì chúng ta có CD nghe rất là tốt, FM radio và equalizer. Đằng sau thì có jack aux thì mình có thể kết nối với lại các cái thiết bị ngoại vi, ví dụ như điện thoại, máy tính bảng, tivi đó. Và cái bộ dàn này có thể là đọc được cái đĩa VCD và xuất hình ảnh ra bên ngoài, và đằng sau nó có các cái cổng xuất hình ảnh. Và đây thì em mời quý vị ngắm qua về cái hình thức bên ngoài của cháu nó đó. Tuy rằng một bộ dàn này nó cũng không được nuột nà lắm về hình thức, bởi vì là nó thật luôn là bọn em không dọn hay là cũng không dán giết gì cả mà để nguyên như vậy đó, thì gọi là lau rửa sơ qua đi để bán thôi, chứ không tút tát mông má lại như một số các cái nơi khác, vì thích nhất nó là cái chất âm chứ không phải là cái hình thức. Và với cái bộ dàn này thì chúng ta có thể là chơi được nhiều dòng nhạc khác nhau, ví dụ như là các cái dòng nhạc trữ tình, nhẹ nhàng, giao hưởng, hoặc là một số các cái dòng nhạc mạnh như DJ remix. Và đặc biệt rằng là cái đời này nó có cái chế độ super bass rất là mạnh. Bình thường mình nghe thì cái chế độ min là nhỏ nhất, ai thích đậm chất hơn một tí thì tăng lên medium, và maximum là bass rất là mạnh, bass rung nhà luôn, nói sướng lắm. Em bình thường thì em chỉ nghe chế độ bình thường thôi và không can thiệp nhiều. Còn đây là cái equalizer, nó có rất nhiều các cái chế độ cho mình tự set up, mình tự cài. Và sau đây thì mời quý vị lắng nghe một đoạn nhạc của ca sĩ Trường Vũ. Đường hoang vắng đời,
Vâng, cái loa của nó là dòng loa hai cầu, bên trên đường trên đấy là mid và chép, bên dưới là đường subwoofer, đồng nghĩa với việc là đằng sau lưng của cục dàn này nó không vậy, nó không có bốn đường ra, hai cầu trong một bên. Đó. Đây là các cái đường xuất âm ra cũng như là đường aux cắm vào. Và có một điều tuyệt vời là bộ dàn này nó chạy điện 220V nhé, cho nên là các bác mua về không phải mất tiền thêm cục đổi điện nữa. Căn nhà xinh có hoa thơm cháy, gần kề lối xóm có cô bạn thân sớm hôm lâu xanh đẹp. Hai đứa chưa ước hẹn lấy một câu, chưa nghĩ đến nhưng đêm thức giấc ngỡ ngàng, nghe lòng thương nhau biết rằng mình khi hiểu lòng nhau. Thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi, nào còn những theo dõi. Quý vị nào mà có nhu cầu mà bé em này về để chơi nhạc trong gia đình thì chỉ phải bỏ ra với chi phí trên 2 triệu đồng, chưa đến 3 triệu đồng đâu ạ. Và em ở Hà Nội vẫn ship hàng toàn quốc. Mùa dịch này thì cũng rất là mong quý vị có thể hiểu thông cảm rằng là quý vị nào đến nhà thì vui lòng giữ đúng cái an toàn tiêu chuẩn 5K để chúng ta có thể là giao lưu với nhau cho nó thật là an toàn đối với sức khỏe của mỗi người. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.